Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với siêu thị Kim Quốc Tiến, và hôm nay thì mời mọi người cùng Vân tìm hiểu hai mẫu chậu rửa chén đến từ thương hiệu đẳng cấp Moen. Thì đầu tiên Vân muốn giới thiệu với mọi người đó là mẫu chậu rửa chén đơn có mã số 23515R. Thì đây là mẫu chậu rửa chén đơn dương vằn có thiết kế khá là đơn giản, tuy nhiên thì chúng sẽ rất là phù hợp với những cái căn bếp mà nhỏ hoặc là vừa. Đây, mọi người có thể thấy ở đây cũng sẽ có thêm cả phần rổ thoát tràn để mà hạn chế cái hiện tượng đó là khi mà dùng nước nó sẽ bị văng lên. Ở đây thì chậu rửa chén cũng khá là sâu, cho nên khi mà dùng với chị em phụ nữ cũng vậy, cũng sẽ không có lo là nước nó bị văng lên áo. Ở đây thì chậu rửa chén còn có cả thêm một cái bộ xả ngăn mùi chống khô rất hiệu quả. Tiếp đến thì nếu như bạn không thích những cái mẫu chậu rửa chén dương vằn thì cũng có thể chọn cho mình một mẫu chậu rửa chén âm như thế này. Đây mọi người có thể thấy thì chúng sẽ được thiết kế âm với hai học đô như thế này ha. Thì ở đây các bạn cũng có thể thấy sẽ có một học lớn và một học nhỏ. Học lớn thì dùng để sơ chế và học nhỏ thì chúng ta có thể sử dụng tiện dụng hơn cho những công việc khác. Vẫn sử dụng nguyên cái thiết kế đó là bộ xả ngăn mùi chống hôi. Ở đây cái phần chậu rửa sẽ được thiết kế khá là vuông vắn hơn, đây tạo nên những đường nét chắc chắn và giúp cho chúng ta dễ dàng vệ sinh. Thì sản phẩm này có mã số là 27112. Tiếp đến thì chúng ta sẽ không thể nào thiếu đi một chiếc vòi dây đút có mã số GN68000. Đây, mẫu vòi dây đút này thì có cái ưu điểm đó là đầu tiên đó nó sẽ có một cái miếng lọc này sẽ ngăn những cái bụi bẩn ở trong nước đi ra, và hơn nữa các bạn cũng có thể đổi chế độ qua bằng cái bộ điều khiển này. Đây, một ưu điểm ở Moen đó là các bạn có thể thấy là cái đầu này rất là dễ để chuyển, giúp cho chúng ta có thể vệ sinh được những nơi ngóc ngách của cái chậu rửa này ha. Vòi có thể di chuyển một góc 180 độ, và ở đây thì cũng sẽ có thêm cái bao điều chỉnh nóng lạnh rất tiện lợi. Thì để có thể biết thêm những thông tin chi tiết về bộ đôi sản phẩm này, các bạn có thể truy cập ngay vào link phía dưới ha. Và bây giờ xin chào tạm biệt.